Xin chào các học sinh Trong video hôm nay, thầy sẽ giải chi tiết cho cái đề thi thử tốt nghiệp lần 2 của Sở Giáo dục Đào tạo Lạng Sơn năm 2023 à, Xem video thấy hay và ý nghĩa thì các em hãy ấn đăng ký kênh và chia sẻ cho các bạn cùng theo dõi nhé Trong cái giai đoạn nước rút chuẩn bị thi tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học Cái việc rèn luyện đề rất quan trọng các Em nào có nhu cầu à, học online với cái khóa luyện đề thực chiến phòng thi hãy inbox ngay để thầy tư vấn nhé sau đây là nội dung cụ thể của đề thầy sẽ trong cái video này thầy sẽ chia cho là cái mã 108 sở hữu lạng sơn thì có tất cả 8 mã đề và trong đó có mã chẵn mã lẻ là đề khác nhau đây giải mã một lẻ uh, mã chẵn nhé 108 lẻ tám câu một thể tích của khối uh, lăng trụ tam giác đều có cạnh đáy bằng cái đáy và chiều cao cùng bằng 2 thì bằng thì các em thấy là diện tích đáy là bằng a bình thứ hai bình căn 3 trên 4 là bằng căn 3 chiều cao là bằng hai cho nên là thể tích của nó sẽ bằng là hai căn 3 án c câu 2 thể tích của khối nón chiều cao bằng 4 bán kính đáy r bằng 3 là pi r bình tức là 4 x 9 là 36 bán c câu 3 trong không gian OXZ đường thẳng D đi qua điểm nào dưới đây Thì các em thấy ngay là đáp án Là điểm P nhá 1 âm 2 3 Câu 4 Số tập con có 2 phần tử Đây số tập con có 2 phần tử này Từ của tập của 10 phần tử chính là C2 của 10 nhá Đáp án A Câu 5 Họ nguyên hàm của hàm số cốt là Thì các em biết là sin nào thành cốt Thế nguyên hàm của cốt là sin đàn B. Câu 6. Hàm số bậc 4 có đồ thị nhìn bên. Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị? Đây số điểm cực trị thì là 3 luôn các em nhé. Đàn D. Câu 7. Biết hàm số F lớn bằng x bình là một nguyên hàm của hàm số F nhỏ trên R thì tích phân từ 1 đến 2 của F nhỏ bao nhiêu? Thì tích phân từ F nhỏ thì em biết nguyên hàm của F nhỏ là F lớn rồi, tức là x bình cận từ 1 đến 2. Và kết quả là 4 trừ 1 là 3 nhé, đoạn B. Câu 8. Trong gian đối Z mặt phẳng alpha có vectơ pháp tuyến là 2 3 âm 1. 2 3 1 đơn D nhá. Câu 9. Trong gian đối yz cho mặt cầu có phương trình như trên, bán kính của S bằng bao nhiêu? Thì các em biết là bán kính của S là R bình bằng 9 thì bán kính là bằng 3 nhá. Còn A. Câu 10 với các số thực dương AB biểu thức loga cơ số 2 của 2 mũ 3a nhân 4 mũ b bằng, thì cái này nó chính là loga cơ số 2 của 2 mũ 3a nhá cộng là tích hình tổng ấy loga cơ số 2 của 4 Thì 2 thành 2 mũ b 2 mũ 2b thì kết quả là 3a cộng 2b 3b câu 11 tích vuông của hai vectơ này 2 nhân 1 là 2 cộng 2 là 4 Đấy, ta D nhé câu 12 điểm mờ cho mình bên là điểm biểu diễn của số nào dưới đây thì là phần thực là âm 1 à, cái phần thực là 3 nhá phần ảo là một 1 trên là 3 chữ y đoàn B phần thực là 3, phần nào là 1. Câu 13. Nghiệm của phương trình 3 mũ chỉ 1 bằng 27 là thì em biết 27 là 3 mũ 3, x chỉ 1 đồng mã, x bằng 4, đoàn B. Câu 14. Tầm nghiệm của phương trình lô ga số 3 của 2x lớn hơn 2 là thì cái này tương đương ngay như là 2x sẽ lớn hơn 3 mũ 2 là lớn 9, ý, thì x lớn 9 phần 2. Lớn 9 phần 2 là đoàn A. Câu 15. Trên tờ hợp có số phức thì tổng hai số phức bằng bao nhiêu thì là 9 cộng 3i tan d. Câu 16. Biết tích phân từ 0 đến 2 của f bằng 2, tích phân từ 2 đến 3 của f bằng -12 thì tích phân từ 0 đến 3 thì là tổng của hai cái này thôi. 2 12 là trừ 10 tan d. Câu 17. Đồ thị hàm số nào dưới đây có có dạng như là không cho hình vẽ thì em đây là hàm hàm bậc 4 trùng phương rồi. A âm. B lớn 0, có 3 cực trị mà, A B dương thì cái này bực 3 loại này, bậc 4 dương loại đoán C nhé. Câu 18 tiệm mới đứng gồm thì hàm số Y bằng 2X 1 trên X chỉ 1 là, thì X chỉ 1 bằng 0, Y bằng 1, đoán C. Câu 19 họ nguyên hàm của hàm số 3X bình là, thì nguyên hàm của hàm x bình là, hàm hàm là X mũ 3 nhé, đoán B. Câu 20 cho fx có bảng nguyên thiên như hình vẽ số nghiệm thực của phương trình 2 fx cộng 3 bằng 0 là thì tương đương là fx bằng âm 3 phần 2 Đấy, à, 3 phần 2 thì em vẽ đường thẳng y bằng âm 3 phần 2 thì nó cắt tại 3 điểm này này âm 3 phần 2 là lớn âm 2 nhỏ 1 nha cắt tại 4 điểm đó là D câu 21 cho hàm số y x có đồ thị là đường cong Cho hình vẽ bên hàm số đã cho nghịch biến như khoảng nào dưới đây thì các em quan sát là hướng, khoảng nào hướng đồ thị đi xuống đây khoảng này là một này cái khoảng từ một trở đi hai khoảng này hướng đồ thị đi xuống thì các em thấy ngay đáp án âm một đến không này còn d câu hai hàm số lý thừa x bằng ba phần hai y bằng x mũ ba phần hai có tập sinh là thì các em đây là số mũ này không nguyên này không nguyên nhá không nguyên thì là x phải lớn không nên tập xác định là đáp án a khoảng là không dung vô cùng câu 23 cho hàm số có bảng nguyên thiên như hình vẽ điểm cực đại điểm cực đại này điểm cực đại là x nhá đây một đáp án b câu 24 phần thực của số phức z bằng trừ ba cộng hay là phần thực là ba nhá đáp án b câu hai thể tích của khối cầu của bán kính R bằng 2 là thì cái V nó bằng là 4 phần 3 Pi nhân R mũ 3 tức là nhân 2 mũ 3 ấy, là 32 phần 3 Cảm ơn A Câu 26 Cho khối chốt của đáy là hình vuông cạnh A chiều cao bằng 4A thì thể tích bằng bao nhiêu Diện tích đáy là hình vuông thì diện tích là A bình này à, chiều cao là 4A này rồi chia cho 3 nữa là 4A mũ 3 trên 3 C Câu 27 Tập xác định của hàm số loga số 3 của x 1 là Thì các biết là x 1 phải lớn không Tức là x lớn 1 đấy Thì là khoảng từ 1 đến dung vô cùng Đáp án C Câu 28 Cho cấp số nhân UN của U1 bằng 3, U2 bằng 6 Thì U bằng bao nhiêu Thì các biết là Muốn tìm uh, Cấp số nhân ấy, thì các em nhớ tính chất này UN U, thì bằng u1 nhân với lại là q mũ n 1 hoặc là un nó bằng gì? u n 1 nhân q. Đấy, thì em biết là biết u1 u2 rồi. Thì các em sẽ quy sẽ bằng u2 trên u1 nhá. Là bằng 6 chia 3 được 2. Thì u3 sẽ bằng là u2 nhân q, tức là 6 nhân 2 là 12, đáp án C. Câu 29. Cho hàm số yx có đạo hàm f' bằng x bình cộng 1 tức là luân dương rồi nhé tôi có nghĩa là hàm số luân đồng biến với mỗi thuộc r thôi luôn dương với mỗi thuộc r thì đáp án b nhé câu 30 diện tích của hình phẳng z bởi các đường y bằng e mũ trên 2 y bằng 0 y bằng 0 y bằng 2 bằng bao nhiêu thì các em biết ngay công thức tính nhé s nó chính bằng sau là tích phân từ 0 đến pi trên 2 à đến đến đến, đến 2 em mũ em em mũ 2 trên 2 đế thôi đấy thì em lấy máy tính bấm nhá thì câu 30 kết quả nó sẽ là đáp án A em lấy máy tính em bấm kiểm tra ngay được rồi cái này thì phải không hướng dẫn kỹ đâu nhá câu này em là không làm được là làm được thì thôi đấy nhá thì nghỉ đi làm công nhân nhá công nhân thì cũng 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 không nhận những trường hợp không tốt nghiệp đâu nhá tiếp theo là câu 31 Câu 1 nhé, câu 1 là Cho hình chóp tam giác SABC có đấy là tam giác vuông cân tại B Vuông cân tại B là vuông đây à, SA AC bằng SA bằng 2A Thì tam giác vuông cân thì là cạnh góc vuông sẽ bằng cạnh huyền chia cân 2 Tức là A cân 2 SA bằng 2A Thì em thấy là khoảng cách từ A tới phẳng SBC Thì em thấy ngay như sau đây ta có mặt phẳng SBC này thì là vuông góc mặt phẳng SAB nhá. Vì là BC vuông góc mặt phẳng SAB. Đấy, có một đường của mặt phẳng này vuông đường mặt phẳng kia thì hai mặt phẳng vuông góc. Và giao tuyến ấy, đây cái giao tuyến này. Đây nhá, giao tuyến chính là đường thẳng SB. Thế vậy các em chỉ kẻ AH vuông góc SB thôi thì được khoảng cách này thôi. Kẻ AH vuông góc SB nhá. Đấy thì chính là được khoảng cách. Đấy. Thì khoảng cách là AH thì các em thấy là AH chính là đường cao của tam giác vuông SAB này. Thì các em thấy biết ngay là SB, các em tính ngay được SB bao nhiêu? Bằng căn bậc 2 cạnh huyền là 2A bình là 4A bình là 4A bình cộng 2 bình là 6A bình. Là bằng A căn 6. Thì các em suy ngay là AH ấy nó sẽ bằng là tích hai cạnh góc vuông là SA nhân AB tức là 2A nhân với lại là A căn 2 chia A căn 6 nó sẽ bằng là a 2a căn 2 trên căn 6 thì nhân với căn 6 đi 2a căn 12 trên trên 6 thì rút gọn đi là còn là a căn 12 trên 3 nhưng mà 12 là viết thành 4 nhân 3 Đây a căn 12 trên trên 3 các em nhé a căn 12 trên 3 12 thì là 2 căn 3 ấy thì là đáp án C nhé câu 32 cho hàm số y bằng x có nguyên thiên như hình vẽ số giá trị nguyên của m để phương trình fx bằng m có đúng hai nghiệm thì quan sát kem thấy ngay đây số 1 đấy vẽ hình này là chuẩn đấy nhá các thầy cô vẽ hình này rất chuẩn rồi để có hai nghiệm ấy em phải vẽ đường thẳng theo thứ nhất này y bằng m đây này nó phải cắt tức là đi qua y bằng ba nhá thì tiếp xúc tại một điểm cắt tại một điểm chưa và trường thứ hai này, nếu mà từ 1 đến 3 ấy, các bạn, M mà thuộc từ 1 đến 3 thì nó cắt tại 3 điểm không được thì bắt buộc cái trường thứ hai là nó phải nhỏ hơn 1 và lớn hơn 1. Đấy, trường thứ hai đây, phải như này. Đấy, thế thì em thấy là đây, ở đây chính là là y bằng mấy này Y bằng 3 nhá. Đấy, còn trường này là à, y bằng M. Chúng là thuộc cái khoảng từ âm 1 đến 1 nhá. Các em không được lấy bởi vì đây nó là giới hạn này các em này. Đây giới hạn này không được lấy hai số này. Thế vậy được y bằng 3 trừ 1 đến 1 thì có chỉ có số 0 là số nguyên thôi. Thế vậy là có hai nhá, y bằng 3 y bằng 0. Thế có hai kết quả đoán B. Cô 33. Ba Trong ba. không gian Ox cho các điểm AB như thế này thì tôi độ điểm C đối xứng với B qua A. Đây C đối xứng với B qua A thì các em thấy ngay như sau đây, hình vẽ đây nhá. A này, B này, C này thì A chính là trung điểm của BC các em nhá. Thì XC nó sẽ bằng là 2XA trừ XB. Đấy. ICZC cũng thế. Tức là 2XA là 2 chứ không là 2 nhá. Thì các em thấy duy nhất của đáp án D thôi. Đây cái này bằng 2 luôn này. Đây chỉ có duy nhất đáp án D nhá. Cô 34 trong gian OXYZ cho điểm M vào mặt phẳng P như thế này thì phương trình của đường thẳng qua M góc với P là thì vector chỉ phương của nó sẽ là chính là vector U này các em này vuông góc với P thì vector chỉ phương là vector phát tuyến của P ấy. U nó sẽ bằng là 2 1 âm 3 đi qua M 1 âm 2 2 1 âm 2 2 2 1 âm 3 đoán B các em nhé thì cô tư đoán B cô 35 gọi S là tầm nghiệm của phương trình 4 mũi x, trừ đi 3 nhân mấy lại 2 mũi cộng 1 cộng 8 bằng 0 tổng tất cả các phần tử của S bằng bao nhiêu thì đây đối với 4 mũi các em mới đổi này tức là 4 mũi tức là trừ đi 2 mũi cộng 1 chính là 2 mũi nhân 2 tức là trừ đi 6 nhân 2 mũi x, cộng 8 bằng 0 thì các em sẽ tìm được nghiệm ngay là đây 2 mũi này một nghiệm là 4 một nghiệm là 2 nha bằng 4 2 mũi x bằng 2 thế là x bằng 1 x bằng 2 24 4 x bằng 2 2 x bằng 1 thì x bằng 1 1 cộng 2 là 3 Tổng tất cả mà Tổng tất cả các phần tử của S là 3 Đây cô 35 nhé Cô 36 Chọn ngẫu nhiên đồng thời hai số từ tập hợp gồm 17 số nguyên dương đầu tiên Thì xác suất để chọn được hai số lẻ bằng bao nhiêu Thì kem với ngay số phần tử không gian mẫu ấy N omega ấy, Chọn 2 trong 17 là C2 của 17 nhá. Thế trong này này, 17 số nguyên dương này thì có sẽ có 8 số lẻ nhá. À 8 số chẵn và 9 số lẻ. Thì có 9 số lẻ này. Đấy. Thì xác suất để chọn được hai số lẻ ấy, thì là A nó sẽ bằng như sau đây. Chọn được hai số lẻ thì trong 9 số lẻ thôi, thế là C2 của 9. Thế vậy xác suất chính là hai số này chia nhau. C2 của 9 chia C2 của 17. Câu 36 là đáp án C 9 phần 34 câu 37 tập tất cả các điểm biểu diễn số thức Z thỏa mãn là Z mô đun của Z 2 cộng 3i bằng 4 là thì các em thấy ngay nó chính là A 2 này cộng với lại là B cộng 3 ấy. cái này bình này bằng 16 các em nha thì là tâm y sẽ là 2 âm 3 bán kính là bằng 4 2 âm 3 đồng 4 án B nha cái câu này là phải tìm ngay ra các em nhé 2 âm 3 à 2 3 R bằng 4 đúng rồi đáp án B nhé tiếp theo là câu 38 <laughs> cho anh chóp tôi chắc đều biết ABCD có cạnh đáy bằng A cái cạnh đáy bằng A này góc giữa mặt bên và mặt phẳng đáy bằng bao nhiêu biết thể tích nó là căn 3 a mũ 3 trên 6 này góc của mặt bên máy thì các em đối với hình chóp đều là em phải làm nhanh hay được này phải dựng ngay nhá mặt bên và mặt đáy thì phải là trung điểm của một cạnh bên ngay Đấy, trung điểm y của CD còn nối S với y thì được góc cần tìm ngay không trình bày nhiều nhá cái bài toán này mà cần phải trình bày nữa thì đúng là là thôi đấy các em nhá à đây góc này đây đây tính góc này đây thì các em là cái cạnh này A nhá, thì các em thấy là đặt chiều cao của hình chóp là h đây. Thì các em đã biết là đã biết là thể tích rồi mà. Biết thể tích đáy rồi. Đấy thì ta có này. V khối chóp là 1/3 diện tích đáy là A bình nhá. Nhân h bằng bao nhiêu đây? A mũ 3 căn 3 trên 6 thì tìm sẽ, sẽ được H chiều cao này, NH này này sẽ là bằng a bình a qua chạy được a căn 3 này. Rút gọn 36 là còn 2. h bằng căn 3 trên 2. Đấy. Thế xét cái tam giác vuông SHE, I trung I, điểm của CD ấy thì có ngay SH thì bằng căn 3 trên 2 a rồi. HI là một nửa của AD nhé là bằng a trên 2. Thì vậy tính ngay là cạnh đối và cạnh kề để a trên hai này thì tan của nó rồi tan của SIH chính là góc giữa mặt bên và này đấy chính bằng đối trên kề tức là a căn 3 trên 2 chia a trên 2 bằng căn 3 tan của 60 độ bằng căn 3 đáp án D thì có 38 nha có 39 cho hàm số fx bằng x mũ 3 4x bình x mũ 3 4x bình 3x xét các số thực a nhón b Đấy, bài toán yêu cầu này a nhón b này giá trị nhỏ nhất của fb chỉ fa bằng bao nhiêu thì đối với bài toán này làm tổng quát như sau này kem chỉ cần tính như sau thôi kem lấy là f cực tiểu chỉ f cực đại các em nhé Đấy, F cực tiểu chế cực đại chính là được thôi. Cái bài toán tổng quát nó là cái này. Thế F cực tiểu lấy cực đại thì các em thấy tính F phẩy ra bao nhiêu nhá? F phẩy x nó sẽ bằng là 3x bình này trừ 8x trừ 3. Đấy, cho bằng 0 đi. Thì các em lấy máy tính bấm sẽ được một nghiệm là x bằng âm 1 phần 3. X bằng gì? Bằng 3. Thì các em xét dấu ra này. Đây học là bảng nguyên thiên đây nhá. x này f phẩy này f này âm vô cùng âm 1 phần 3 3 dương vô cùng đấy không không đây nhá dương âm dương đồng biến nghịch biến đây nhá em tính này các em biết ngay là f3 nhá f3 bằng như sau đây các em tính được là f3 nó sẽ bằng âm 18. Đây tính được ra nhá, nhé vào là âm 18 này. Thế còn F âm 1 phần 3 ấy, nó là 14 phần 27. Thì em lấy hai giá trị để trừ cho nhau là xong. Đấy, lấy hai giá trị để trừ cho nhau nó sẽ được bằng là âm 500 phần 81. Lấy số này trừ số này nhá, đáp án B nhá. Đấy câu 39 À âm 500 phần 27 chứ nhầm Âm 500 phần 27 các em nhắc là D nhá Đấy câu 39 nhá Tiếp theo là câu 40 Cho khu hợp chữ nhật ABCDA phải B phải C phải D, D phải Có đáy là hình vuông cạnh 2A Góc giữa hai mặt phẳng A phải BD là nối A phải BD nhá A phải B, B, đây là thể điền đỉnh ấy nhá là a b c d này c phẩy d phẩy a phẩy b phẩy a phẩy b d đây thì em nối a phẩy với b, b nhá a phẩy với d B, B, D. thì góc giữa mặt phẳng A phẩy BD và mặt đáy ABCD đấy thì em thấy sau này gọi hình chiếu của B phẩy D phẩy thì em thấy là B phẩy D là song song với BD nhá Đây nó chính là góc này các em nhá. em chú ý là do là cái tam giác này này. A,BD và cái tam giác A,B,D' là hai tam giác cân nhá. Đỉnh A phẩy hết Thì em thấy như sau này ở đây nha hai tam giác cân đỉnh a phẩy thì các em thấy như sau hai mặt phẳng này đáng nhẽ là cái giao tuyến của nó ấy. đây giao tuyến của nó nhé các em phải kẻ từ a phẩy trở đi này trở ra nhé đây nếu mà kẻ giao tuyến đây này các em phải đây nó đi qua a phẩy và song song với b phẩy d phẩy nhá đây thì em mới gọi là uh, O là giao điểm của AB và CD, O' là giao điểm của A', C', và B', D' nhé. thì nối O với O' các em sẽ được ngay là, này. thì góc giữa hai mặt này chính là góc giữa A' O và A' O' các em nhé. Đấy chính là góc này. Đấy góc hai mặt phẳng này. Góc giữa A phẩy BD và mặt phẳng ABCD thì chính là góc này em hay là góc trên này cũng được nhưng cái, cái cái hai mặt phẳng song song mà lấy lại được nha. Thế vậy cái này nó chính bằng góc giữa OA phẩy và OA phẩy O phẩy hay chính bằng góc O A phẩy O phẩy nha đây bởi vì em thấy là nối A phẩy với O ấy, thì do BD song song với lại cái đường thẳng này này giao tuyến này này giao tuyến đường D này D song song với lại BD thì đương nhiên là O O A phẩy vuông góc với D chưa đây cái này vuông góc này tam góc cân này vuông này cái này vuông này đấy và cái thứ hai là cái này cũng vuông này vuông góc với b phẩy d phẩy thì nó vuông góc với d nhá thì góc này đấy tức là cái này bằng 30 độ này đấy thì em vấn đề này, em chỉ tính chiều cao thôi mà thể tích của tuyết nhật thì này thì chiều cao là ô phẩy đây cái góc này 30 độ này thì cái biết ao phải là gì đây xét tam giác này nhá ô a phẩy ô phẩy có này. A phẩy O này. A phẩy O phẩy bằng một nửa của AC phẩy chưa? À, AC phẩy bằng 2A căn 2, tức là 1/2 của 2A căn 2, tức là bằng A2, A căn 2. A phẩy 3 căn 2. Thế thì các em xưa để tính được H thì là tang luôn. tăng 30 độ bằng H chia A phẩy O. A o, tức là chia A căn 2. Thì các em sẽ tính được H nó bằng bao nhiêu đây? Tang vai độ là căn 3 trên 3 nhé, tức là A căn 2 Nhưng mới lại căn 3 trên 3 Bằng A căn 6 trên 3 Đấy, thế vậy là diện tích đáy này Đây H là chiều cao xong rồi nhá S đáy Hình vuông thì là diện tích là 4A bình Đấy, các em nhân hai cái này với nhau là xong Đấy, nhân hai cái này mới xong thì được câu 40 là đáp án D nhá 4A bình căn 6 trên 3 À cái này thì nhìn nhầm, nhầm cái này chút em nha. Đây là nó cho cái này thôi, nhìn kia quan sát lại nha. BD bằng 2A thôi. Thì nhầm mất. BD bằng 2A tức là BD nó bằng AC nha. Hay bằng A phải C phẩy bằng 2A thì A phải O phải bằng một nửa của nửa của 2A đấy nhá. Không có căn 2 đâu. A o phải O bằng A. Đấy cái này là bằng A nhá. À, vậy cái này sẽ bằng là H bằng là A nhân với lại căn 3 trên 3 Đây là a nhân căn 3 trên 3 nhá. Đấy là h bằng này. Còn s đấy không phải là 4a bình em nhá. S đấy sẽ bằng như sau đây. BD BD bằng 2a thì các em phải tìm cạnh nó là xong rồi. Đây này BD này. bằng 2a tức là bằng cạnh cạnh nhân với căn 2. Thì nó chính bằng là AB Nhân với căn 2 thôi Thì vậy suy ra cạnh AB Là bằng căn 2A Thì hết đấy là bằng căn 2A bình tức là 2A bình ý nha Đấy chiều cao Đấy vậy suy ra V này sẽ bằng là 2A bình Nhân với lại là A căn 3 trên 3 Là 2A mũ 3 căn 3 trên 3 là bằng D Đây là câu 40 nha Tiếp theo câu 41 kìa em nha Cho số FX có đạo hàm f phải bằng 1 trên sin x cộng 2 cos x tất cả bình với một x thuộc đoạn này không có pi trên 2 và f không bằng 0 tích phân được không có pi trên 2 của f bằng bao nhiêu nếu đây câu này ấy, thì các em phải nhanh ý và biết là cái nguyên hàm tức là hàm nào đạo hàm mà hàm này này thì ta có này là trừ cos x trên sin x cộng với hai cos x đạo hàm nhé các em nhé đạo hàm nhá nó sẽ bằng là một trên sin x cộng với là hai cos x tất cả bình. Đấy muốn biết tại sao thì thầy có công thức tổng quát nha. Đấy các em inbox cho thầy. Thầy sẽ giải thích. anh không biết chú f ép phải bằng ngay rồi. Cái này là hàm được cái này. Thế thì các em suy ngay fx này. Nó chính bằng là trừ cos x nha. Trên sin x cộng mẹ hai cố định thêm xong rồi và cái này phải cộng c cho em nhé thì vấn đề là em tìm c nữa là xong hết tìm c thì cho f0 bằng 0 nhé vì gì nhỉ f0 bằng 0 nhá thì tương đương này thay 0 và là cốt 0 bằng 1 tức là 1 xin 0 bằng 0 tức là trừ 1 trên 2 nhân 1 đấy f0 bằng 0 1 trên 2 nhân 1 cộng c bằng 0 thì vậy C bằng 1 phần 2 chưa à? Đấy, xem bằng 1 2 thì các em sẽ biết ngay Fx bằng bao nhiêu trừ cos x trên sin x cộng với lại là 2 cos x cộng 1 phần 2 đấy Fx có rồi cái này là tự làm nhé đấy các em bấm cái tích phân này là xong thay Fx vào đây đấy bấm tích phân không lên 2 của cái này thì kết quả đoán D các em nhé Đấy em lấy máy tính, tính bấm tích phân này trừ cái này luôn bằng 0 luôn nhé Em dùng máy tính nó ra là à, số nào nhân với mũ trừ 13 ấy Mũ trừ 13 thì là 10 mũ trừ 13 chắc chắn bằng 0 nhé Đấy 41, tiếp theo câu 42 Có S là tổng hợp các số phức thỏa mãn là Z cộng 1 trừ Y bằng 4 Xét các số phức Z1, Z2 thuộc S Thỏa mãn là mô đun của Z1 trừ Z2 bằng 6 Giá trị lớn nhất của hai của mô đun Z1 cộng 2Z2 thuộc khoảng nào dưới đây? Đây câu 42 các em nhé. Câu 42 này đáp án là đoán B nhé Lát cuối video thì sẽ giải sau câu này Tiếp theo câu 43 nữa nhé Là cho hai hàm số FX bằng A mũ 4 cộng BX mũ 3 cộng CX bình cộng 3X và GX bằng MX mũ 3 cộng nx bình chữ x với abc mr là các số thực mà biết hàm số y bằng f x trừ x có ba điểm cực trị đây cái câu này là đúng y hệt như cái đề uh, năm ngoái các bạn cái đề uh, tham khảo của năm ngoái và cũng nhiều trường cho câu này câu này thì không khó được em nhé bài toán yêu cầu tính diện tích giới hạn bởi các đường bởi hai đường y bằng f phẩy x và y bằng g phẩy x Đấy. Thì đây này các em thấy là hàm số y của nghĩa với trừ x có ba điểm cực trị là cái này. đầu tiên là các em thấy là em xét f trừ g đó, ta có này. y bằng f trừ g nhá. Thì bằng đây là a mũ 4 này. cộng này b trừ m nhá. x mũ 3 cộng với lại c trừ n x bình 3x cộng x lập cộng 4x nha Đấy thì em tính đạo hàm cho nó y phẩy bao nhiêu Y phẩy nó sẽ là 4ax mũ 3 Cộng với lại là 3 B trừ m x bình Cộng với lại là 2 C trừ n X và Cộng 4 Đúng không Vì hàm này có 3 điểm cực trị này Âm 1 2 và 3 Đấy các kem suy ra ngay sau này giả thiết suy ra là y phẩy tại 1 âm 1 bằng 0 y phẩy tại 2 bằng 0 và y phẩy tại 3 bằng 0 điều chính là tương đương sau này em giải hệ này tìm a rồi b chữ m c chữ n là xong nhưng mà y phải tại M1 nhé em thấy M1 một được là trừ 4 a thêm một vậy là cộng 3 lần B trừ M. Đấy, trừ đi 2 lần. C trừ N cộng 4 bằng 0. Và thay bằng 2 nhá Bằng 2 thì là 2 mũ 3 là 8, là 32A. Cộng với lại là 2 bình là 4, cộng 3 là 12. B trừ M. Đấy, cộng 2 là 2 là 4, C N cộng 4 bằng 0 và thay bằng 3 thì là 3 mũ 3 là 27 27 x 4 là 108 A cộng mẹ e là 3 bình là 9 3 là 27 B trừ M cộng 2 3 là 6 C N cộng 4 bằng 0 thì đây em dùng máy tính cầm tay này em giải cái hệ này đây coi này, A là một ẩn này, B trừ M là một ẩn nhé, các em chú ý nhé, đây này. B trừ M là một ẩn. C trừ N là một ẩn nữa. Đấy. Các em dùng máy tính cầm tay bấm này, thì các em sẽ tìm được ngay nghiệm sau đây. Cái này đơn giản này nhá, các em lấy máy tính cầm tay. Các em sẽ tìm được A bằng này. B trừ M bằng này. C trừ N bằng này. Đây, thầy lấy máy tính kiểm tra nhá. Đây máy tính bấm thì các em được như sau nhá. Giải cái này các em sẽ tìm được là A bằng 1 phần 6 này. B chữ M nó bằng âm 8 phần 9 này. Và C chữ N 1 phần 3. Đấy thế thứ các em sẽ tìm được là F chữ G. F chữ G nó bằng như sau nhá. 1 phần 6 tức là A mũ 4 tức là 4 phần 6 nha a 1 phần 6 tức là 1 phần 6 x mũ 4 trừ đi 8 phần 9 x mũ 3 cộng này C trình này là 1 phần 3 x bình cộng 4x đấy thì các em đã biết f trừ g rồi anh f trừ g nhé bằng đây rồi thì coi như đến xong còn gì nữa Này hết thì gọi, các em ở đây các em sẽ bấm tìm nghiệm xong là xong thôi. Đây tìm nghiệm của này nhá, các em thấy là nhân tử chung của nó các em thấy đặt là 18 chung các em nhá, đặt 1/18 chung ra ngoài. Thì 18 rất là 3x mũ 4. À 18 thế là trừ đi 16x mũ 3. À cộng 6x bình và cộng đây này, 18 chia 36 này. 18 x 4 là 72. 41 là 4 đây là 72 nhá. X đấy, đặt x ra ngoài chung đi. X trên 18 thì trong sẽ còn là 3 x mũ 3. Trừ đi 16 x bình cộng 6 x cộng 72. Đấy đến đây thì các em thấy là cho f trừ g bằng 0 này. Đấy các em sẽ bấm nghiệm ra nhá, các em giải phân nhược 3 ra. Đấy nhân 3 ra nhá. Đây là f trừ g nhá. À đây cái, cái bài toán yêu cầu là tính diện tích giới hạn bởi f phẩy và g phẩy thôi. Thế là không dùng đến cái này đâu. Đấy nhá. Thế bài tính sửa s này. Nó tính bằng tích phân. Các em biết có 3 nghiệm là bao nhiêu rồi? Âm 1 2 3 rồi, s sẽ bằng tích phân từ âm 1 đến 3 của gì đây? Triệt đối của gì? F phẩy trừ G phẩy nhé các em nhé. DX. Đấy. F phẩy trừ G phẩy DX. Thì F phẩy trừ G phẩy. Thì chính bằng sau rồi. Các em này. F phẩy trừ G phẩy chính ở đây này. Đây cái này chính bằng F phẩy trừ G phẩy nhé. không tính không đến, đến F trừ G đâu. F phải trừ X nó sẽ bằng như sau này. Ở đây là các em tìm cái này F phải trừ G phẩy nó bằng như sau nhá đây. đây thay A lên đây thôi. Thay cái này hơi thừa chút rồi. Đây sẽ bằng nhá tích phân từ âm 1 đến 2 trước tuyệt đối đây thay an đây là 4 4 phần 6 x mũ 3 cộng là 3 lần này 3 nhân 8 phần 9 là x 8 phần 3 đây nha em phải trừ phải có mà 3 nhân với 8 phần 9 là còn x 8 phần 3 x bình 2c x n tức là cộng với 2 phần 3 cộng 4 đấy chia đối này cộng với lại tích phân từ 2 đến 3 nhá chia đối của cái hàm này bên này đấy hàm này đây nhá thế đây để các em lấy máy tính bấm nhá lấy máy tính bấm thì các em sẽ được kết quả là bằng câu 43 kết quả nó sẽ bằng là 71 phần 9 nhé em nhé Đấy, 71 phần 9 đan D nhá thấy câu này không khó đâu các em biết F trừ G mà bằng đấy rồi đấy là tính thôi đây là câu 43 nha tiếp theo là câu 44 cắt hình nón N bởi mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với mặt phẳng chứa đáy một góc bằng 60 độ ta được thu được một thiết diện là một tam giác đều cạnh là 4A thì diện tích xung quanh của N bằng bao nhiêu thì các em thấy này thầy vẽ hình đấy nha thiết diện qua đỉnh và tao với đáy một góc 45 độ thì giả sử mặt phẳng P này đường P nó chính là trùng với mặt phẳng SAB ấy, các em nhá đấy với gì tam giác SAB là đều đấy cạnh là bao nhiêu đây 4A đấy hình vẽ này anh nhá tam giác thiết diện là tam giác SAB này các em thấy này gọi y trung điểm của AB ấy thì SI vô với AB chưa đây cái này là 4A nha cạnh này là 4A này ta rất đều mà em 4A nha thế em thấy là gọi y là trung điểm của AB thì SI vô với AB và đương nhiên là ui vuông AB thì góc giữa mặt phẳng SAB và đáy chính là góc này này đấy người ta cho 60 độ luôn rồi à? đấy người ta yêu cầu là tính gì diện tích xung quanh của hình nón đây thế vậy em thấy là ta giác đều gọi 4A thì em thấy là gọi y là trung điểm của AB thì các em suy ngay là SI bao nhiêu bằng cạnh nhân căn 3 trên 2 trên tức là 4A nhưng mới lại căn 3 trên 2 đường cao rất đều mà tức là bằng 2A căn 3 đấy đi SI bằng 2 căn 3 thế các em tìm được SO thôi thì là tang này của 60 độ ấy bằng các em tính xin nhé xin bằng đối trên huyền đấy xin 60 độ thì bằng đối SO là H đấy nha là bằng đối là H trên SI đấy thì vậy các em tìm được H này sin 60 độ là căn 3 trên 2 nhân với SI SI là bằng 2 A căn 3 đấy thì biết được được là bằng 3A các em nha H bằng 3A S xung quanh là PR L thì các em biết H rồi đây cạnh 4A cái này chính bằng L các em nha chính là đường sinh của nó ấy. L bằng 4a, h thì bằng 3a rồi thì các em suy ngay r thôi. Đấy suy ra r bán kính đáy là bằng oi này. Là căn bậc 2 của l bình tức là 16a bình chưa? trừ h bình là trừ 9a bình tức là 7 a bình. Là bằng a căn 7 nhá. Đấy, thế vậy S xung quanh bằng gì? Pi r l tức là pi này. R là A căn 7 này nhân với lại 4A này là 4 căn 7 A bình pi ăn câu rất cơ bản nhé tiếp theo câu 45 là có bao nhiêu số nguyên x thỏa mãn loga câu số 2 của x bình cộng 1 cộng trừ lô số 2 của x cộng 31 nhân với lại là 32 mũ à, nhân với 32 trừ đi 2 mũi trừ 1 lớn bằng 0 Đấy có bao nhiêu số nguyên. Thì cái bất phương trình này rất cơ bản anh em, cái này không khó không gì khó, đầu tiên điều kiện nhá. x cộng 31 lớn 0 thì x lớn âm 31 nhá. Đấy điều kiện đầu tiên phải nhớ cái này đấy nhá. Thế bây giờ em thấy là hai cái bất phương trình là a nhân b lớn bằng 0 ấy thì được hai trường hợp này. a lớn bằng 0 b lớn bằng 0 hoặc là a nhỏ bằng 0 b nhỏ bằng 0. Đấy. Thế vậy chiệp 1 nhá. Là cái này trừ cái này lớn bằng 0. Thì cái này là do cơ số 2 lớn 0 rồi thế vậy là chiệp 1 là x bình cộng 31 này, à, x bình cộng 1 này sẽ phải lớn bằng gì? x cộng 31 và 32 trừ đi 2 mũ x trừ 1 phải lớn bằng 0. Đấy vậy cái này tương đương nhá. x bình trừ x 30 đến bằng 0. 2 mũ x 1 nhỏ hơn hoặc bằng là 32 là 2 mũ 5. Đấy tương đương nha các em giải bất phương trình bên trên. Được hai nghiệm ra là x sẽ lớn bằng 6. x nhỏ hơn bằng âm 5. Cái này là x 1 nhỏ hơn bằng 5 thì x nhỏ hơn bằng 6 nha. Đấy phải kết hợp hai trường hợp này các em sẽ thấy ngay như sau đây. Là được x bằng 6 này x nhỏ hơn bằng âm 5 thì đương nhiên là thỏa mãn rồi thế vậy là từ đây là kết hợp với điều kiện nữa là âm 31 x lớn âm 31 thì là từ sẽ âm 30 nha nhỏ bằng x nhỏ bằng âm 5 thì từ âm 30 đến âm 5 thì, thì đúng có 25 số các em nhé 30 à 30 trừ 5 là 25 cái này là 26 số này và cái này là một số nữa này Thế vậy là 27 số nha Đây 26 số này một số này chiếp 2 hai cái cùng âm tức là x bình cộng 1 nhón bằng x cộng 31 và 32 trừ đi 2 mũi trừ 1 nhón bằng 0. Đấy thì các em sẽ được tương đương sau này. Riêng cái chiệp trên này nó sẽ là từ âm 5 đến 6 nha. Còn chiệp này cũng chỉ được là x bằng 6 thôi. X, à, x, x sẽ lớn bằng 6. Thế này các em chỉ được duy nhất là x bằng 6 thôi nha. Nhưng em thấy là cái chiệp này trùng với chiệp trên này chưa? Đấy và chiệp 2 này chỉ có số 6 này. Đấy, thế là trùng bên trên rồi, thế vậy tổng có 27 số nhá, được hai chiệp này thôi, đó D nhá. Đấy, câu 45 rất cơ bản không có gì khó nhá. Câu 46. Có bao nhiêu cặp số nguyên dương xy thỏa mãn x lớn 3y? Và không nhỏ x nhỏ hơn uh, 2023 x lớn nhỏ x lớn 3y này không nhỏ x nhỏ này 023 này và thỏa mãn cái điều kiện này. Đấy cái đề này thầy thấy là câu này tương đối hay này. Câu này tương đối, tương đối hay nhá. Đây do thầy giải các cái đề khá nhiều cho nên là thầy thấy câu này là thầy gặp rồi. Đấy, câu này khá hay đấy nhá. Tức là các em phải áp dụng được cái cái biểu thức biến đổi biến đổi cái biểu thức dưới này này mà không có là không làm được đâu đây bí quyết đây nha các em nhé xem xong các em nhớ ấn đăng ký kênh nhé và chia sẻ cho các bạn nhé đây đối trường này thì các em thấy như sau này các em cái điều kiện này nhiên đi cho là x lớn 3 y thì x chỉ bay lớn không rồi thế vậy điều kiện không cần điều không cần nữa rồi thế vậy nha cái này chỉ được tương đương thôi nepe của x 3 y cộng này x bình đây x nhân 4y là 4xy rồi các em chuyển sang là -4xy. Các em nhá. cộng 3y bình chuyển x sang thành -x tức là trừ đi x trừ y bằng 0. Các nhá. Tiếp theo này cái chỗ này các em phân tích được thành tích tức là x y nhân x 3y Này, tương đương nha. Nên P của x 3y cộng với là x trừ y nhân với là x trừ 3y lấy trừ đi x trừ y bằng 0. Đấy đến đây các em thấy là có nhân tử chung x trừ 3x trừ y này. Là NEP của x trừ y, x trừ 3y. x trừ y chung nhá, x trừ y đặt ra. Bên trong sẽ còn là x trừ 3y trừ 1 bằng 0. Đấy đến đây các em thấy là nó không phải là cái hàm đặc trưng cái gì cả đây không phải hàm đặc trưng đâu nhé thế đây cái thế hướng dẫn em như sau này em sẽ phải đặt u bằng nepe của x 3 y một cái cái lẽ thông thường một chút thôi đặt là u bằng x 3 y nepe phải đặt nha thì cái em suy ra ngay là x trừ 3 y đây nên p số e chưa à. thì bằng e mũ u không Đúng không thì ta được cái hàm số sau đây đây x x trừ y là u đây đây suy ra cái hàm f u nhá đặt luôn f u đây f u bằng cái bên trái f u là u này cộng với lại là x trừ y nhân mẹ là à, x trừ 3 y x trừ 3 y thì là gì em mũ u chưa 1 đấy f u bằng 0 đấy đến cái này các em rõ ngay chưa nhỉ đến đây bắt đầu dùng uh, các phép thần thông nhá nhà không có gì thần thông đâu các em ạ cái này không khó đâu đây này các em thấy chú ý này các em thấy ngay sau nhá giả thiết này là x lớn 3 y chưa Đúng không em? Thì đưa ngay tới suy ra cái này là x phải lớn y không? x lớn 3y mà. Thì đến suy ra là ngay x lớn y các em nhé. x phải lớn y bởi vì nó gấp 3 lần mà. Đấy x lớn 3y thì suy ra x lớn y. Thế mà x lớn y có thể suy ra là x chữ y lớn 0 không các okay? em? Đấy. Cái này thì là không có gì khó khăn này nhé. X lớn 3Y thì đương nhiên X phải lớn Y. Từ đây suy ra X chỉ y lớn 0. Thế vậy cái hàm U này. U bằng NP của X 3Y. Đấy thì các em kiểm tra cái hàm này xem. Cái hàm này có gì đặc biệt không? Đây ta có nhá F phải U. Nào có U là biến nhé. U nào được 1 không? cộng với đây x trừ y emu đồ hàm chính là vẫn là emu thôi nào chuẩn cho các em emu đồ hàm vẫn là emu u là biến mà đấy thế các em thấy là x trừ dương rồi này, này cái này lớn không rồi này emu này. lớn không rồi này, này thế vậy cái này là phải luôn dương không đấy thế suy ra là fu là hàm số gì hàm số đồng biến nha đấy đồng biến với mọi u thuộc R. Đấy đặt u bằng cái này này. Thì cái này là u thuộc R nhá, u bằng NAP. Cái np này chắc chắn là u thuộc R rồi. là làm đồng biến thì em thấy là mà f u bằng 0 thì em thử nhầm xem được có có nhầm được nghiệm không? Hay nhầm được nghiệm cái này không? Đấy, em thấy ngay này, ở đây này các em thấy ngay như sau nhé hàm này đồng biến đây này các em là nhập nghiệm phải u bằng không các em đấy nghiệm u bằng không tại sao không các em phải thay vào sao nha không này e mũ không bằng một chưa thì một trừ hết đúng bằng không chưa đấy nghiệm u không thế vậy là gì đây f phải f u bằng không sẽ là có nghiệm duy nhất là gì có nghiệm duy nhất nha u bằng không đấy bởi vì hàm đồng biến mà đồng biến thì nó chỉ có duy nhất một nghiệm thôi nhiều u bằng không đấy có những duy nhất không như vậy tương đương ngay điều gì u là bằng gì đây tức là nepe của x trừ ba y cũng bằng không chưa đấy nê của x y bằng không thì có phải là thứ ra x trừ ba y bằng bao nhiêu là bằng gì e mũ không đấy là bằng một chưa đấy chỉ bằng một Thế thì suy ra ngay là gì? X chỉ bằng 1 thì suy ra x bằng bao nhiêu? Sẽ bằng gì? 1 cộng 3y hay là 3y cộng 1 ấy. Đấy đương nhiên 3y cộng 1 là lớn hơn 3y chứ các em. Đấy cái này thỏa mãn rồi nha. Thế giả thiết rồi. Thế x bằng 3y cộng 1 thôi. Thế này coi như xong rồi x bằng cộng 1 thì các em thấy là gì? Giả thiết cho là không nhón x nhón 2023 chưa? Vì không nhón x nhón 2023. Đây nguyên dương này, đương nhiên cái này là đúng rồi nhá. Y x y, y nguyên dương mà thì đương nhiên là 3 y cộng 1 sẽ lớn không rồi. Thế vậy cái này tương đương ra là không nhón 3y cộng 1 nhón bằng như này nhón 2023 nhá. Đấy, thì em thấy là từ đây tìm được y là xong thôi. Đấy thế thì suy ra là gì? 3y sẽ phải nhỏ hơn bao nhiêu này? 2022. Thì suy ra là y sẽ nhỏ hơn 2022/3. Em bấm xem 2022/3 bằng bao nhiêu. Em bấm nha 2022/3. bằng nha 674 đấy, cái này chính bằng 674 nhé đấy em thấy là y nhón 674 mà y là số nguyên dương thế phải tế suy ra là một chưa nhỏ hơn bằng y nhón bằng bao nhiêu 673 đúng không thì vậy tế có phải, phải là 673 số y chưa 36 số y thì x bằng 3 cộng 1 thế này thì bài thi xê cũng có là gì? 673 gì? x thôi. Đấy, có một y có có x mà. Thế vậy là có bao nhiêu cặp đây? 673 cặp đoạn A nhá. Một y thì có một x em nhớ thế. Đấy, câu 46 giải quyết đi. Câu này các em mà mà không chưa không gặp nay thầy giải chắc chắn là các em sẽ sẽ mắc nhiều đây một câu mới trong cái đề một số trường thi năm nay các em nhá. Đây câu 46. Tiếp theo câu 47 trong gian UXYZ cho đường thẳng D có phương trình như trên và mặt phẳng uh, P em phẳng P có phương trình rồi <laughs> hình chiếu gốc của D lên P là đường thẳng có phương trình đấy cái bài này rất cơ bản đấy nhá để hướng dẫn nhanh đấy nha các em nhá bài này rất cơ bản đấy bài này không có gì khó đấy ai mà kêu khó nữa là thôi nhá đây là đường D và đường P đây rồi đường D đây và đường P đây hình chiếu góc của D lên P là thẳng công trình thì các em thấy ngay nhau chắc chắn là cái đường thẳng D và đường P này hai cái vectơ này nó không cùng phương cho nên D sẽ cắt P này D sẽ giao với P tại cái điểm Y nhá các em sẽ tìm được ngay là 0, 1, 2 các em thay luôn này D ra với Y đáng nhé là cái này các em phải giải chuyển phương trình D về dạng tham số ấy. rồi là giải thay tham số vào theo P này thì các em sẽ tìm được nhá thì điểm Y sẽ tụ là 0, 1, 2 luôn chính cái điểm này luôn này đấy điểm này thuộc D mà các em thay đúng nhá 0 cộng 2 cộng 2 4 đúng bằng 0 nha đấy vậy điểm Y nhá Đấy. Thế tiếp theo á, các em ta phải biết là hình chiếu của một điểm D trên trên P là điểm I chưa? Thì các em lấy điểm M này. Trên D nữa thì các em tìm hình chiếu xuống là xong. Điểm M các em cho lấy là cho x bằng 1 đi. 1 2 3 à 1 2 1. Đấy điểm M là 1 2 1 nhá. Đây chọn điểm D thì các em một là phải quy D về tham số này. Thế là D sẽ có dạng sau này. X bằng T. Y bằng 1 cộng T chưa? Z bằng 2 trừ T. Thì cho T bằng 1. Thì được điểm M là 1 này. 1 nhá. À, 2 này. T bằng 1 đó là 1 nhá. Thì các em sẽ tìm được ngay hình chiếu vuông góc của M trên D, trên P. Hình chiếu vuông góc thì biết rồi gì. Điểm H đây Đấy Thế bây giờ để tìm H này các em Sau này Cái đường MH này này Có phải là Vuông góc với lại P không Thì cái vector Chỉ phương của nó sẽ là vector này này Vector ND thôi Tức là U Tức là vector U Chỉ phương của MH đấy Chính là vector NP thôi Tức là 1 2 1 nha Đấy thì các em sẽ tìm được đường, đường MH đây mà. Đấy, suy ra MH nha. Chúng ta có phương trình như sau đây. Là X bằng 1M này. 1 cộng T. Y bằng là 2 cộng với 2T. Z bằng là 1 cộng T. Đấy, thì ghép MH với lại phương trình P. Các em sẽ tìm cái điểm H tọa độ sau đây. H sẽ là tọa độ... Là 2 phần 3 4 phần 3 Và 2 phần 3 Đấy nhá Hát tổ độ của này nhá À 2 phần 3 này 2 phần 3, 4 3 và 2 phần 3 Đấy tổ độ của hát đấy các em nhá Đây này 2 phần 3 này 4 phần 3 2 phần 3 Tức ở đây T bằng âm 1 các em ạ T bằng âm 1 đấy nha Thế là M và H rồi Thế vậy các em thấy là cái đường thẳng cần tìm ý, hình chiếu Có phải chính là cái đường thẳng này không IH chưa Hình chiếu nó chính là đường thẳng IH này này Đấy Đây chính là đường delta Là IH đấy Đấy, Delta chính là trùng với IH thôi Trùng với IH thì các em sẽ tìm được vector chỉ phương U của nó này Bằng vector IH chưa? À, Bằng vector IH đấy nhỉ? Bằng Đây 2 phần 3 Trừ 0 là 2 phần 3 này 4 phần 3 1 là còn 1 phần 3 này 2 phần 3 2 là còn 4 phần 3 Thì các em đặt 1 phần 3 ra ngoài 2, 1, âm 4 2, 1, âm 4 Chỉ có đoạn B hoặc đoạn C thôi nha Nhưng mà nó phải đi qua cái điểm Y không các em 0, 1, 2 không Trên là đáp án B nhé Đấy cô 47. 7 Đoạn B Nè cái điểm Y này Vậy đoạn cho đoạn B Đấy cô 47 7 nhé Tiếp theo cô 48. Biết rằng khi mà thay đổi điểm cực đại của đồ thị hàm số này luôn nằm trên một đường thẳng cố định thì hệ số góc của đường thẳng đó bằng bao nhiêu điểm cực đại các em thấy hàm số là có x mũ 3 và các em thấy là làm rất đơn giản luôn đó. Cái này không có gì khó nhé. Đây thì muốn tìm điểm cực trị thì các em phải tính đạo hàm ra. 3x bình trừ 6 m cộng 3 lần m bình trừ 1. Đấy các em đặt ba chung nhá trong sẽ có là x bình trừ đi 2 mx cộng m bình trừ 1. Thì đây các em sẽ tính này. Cho y phải bằng 0 các em tính xét delta là bằng sao nhá? Delta phẩy nhá bằng m bình trừ ac tức là trừ m bình cộng 1 tức là bằng 1 lớn không luôn rồi. Thế vậy các em thấy suy ra ngay là y phẩy bằng 0 sẽ có hai nghiệm phân biệt này. x1 bằng trừ b tức là m trừ căn tức là m trừ một x 2 bằng m cộng một luôn đấy thì ở đây em sẽ lập cái bảng xét dấu thì em sẽ biết ngay cái điểm cực đại ngay này đây nhá là bảng xét dấu đơn giản đây kẻ trục số các em thấy này tìm đến cái là điểm cực đại mà đây à, giá trị nhỏ là m trừ một nhá giá trị lớn x 2 này là m cộng một đây dấu này dương âm dương Thế điểm cực đại có phải là đổi dấu từ dương sang âm không? Thế vậy đây là chính bằng x gì? Cực đại. Đấy, y cực đại bằng này các em sẽ tìm được y cực đại thôi. Y cực đại thì em tìm là thấy thấy bằng m 1 vào đây này. X thay vào đây thì các em sẽ tìm được là y cực đại nó bằng như sau đây. Nè, làm bên đây là các em tự làm nhá. Thay x bằng m 1 vào xem sẽ y nó sẽ bằng là trừ -3m cộng 4. Đấy. Thế vậy cái điểm cực đại này là điểm A có tọa độ là m 1 và trừ 3m cộng 4. Đấy, từ là đây là x, ấy, đây là y nhá. Thế các em thấy như sau này, ta có này, y nó chính bằng gì? 3m cộng 4. Thì các em phân tích của x m 1 thôi mà, tức là trừ 3 nhá Nhân m 1 nhá Tức là 3 nhân 1 là 3 rồi, nên thiếu 1 nữa là cộng 1. Tức là từ đây suy ra này, y cực đại sẽ bằng gì? Trừ 3 lần x cực đại chưa? À? Cộng 1 không? Thì đây chính là có, có phương trình là dạng là y bằng gì? ax cộng b. Thì hệ số gốc nó chính là a này. Tức là âm 3 nhé. thì gốc là âm 3. Đáp án b. Hệ số gốc của đường thẳng. Thì chính là y bằng ax cộng b. Đấy. Thì là chính là trừ 3 nhé. Đây có 48. Tiếp theo có 49 nào. Đây câu 9 này thì cũng một số trường cho cũng khá nhiều. Một số đề các sở ấy. Câu 49 các em nhé, là trong không gian cho hai điểm AB như thế này. Xét điểm S thay đổi thuộc trục OZ. Gọi G là trọng tâm tam giác SOB. H là hình chiếu vuông góc của O trên đường thẳng AG. Biết rằng khi S thay đổi thì H luôn thuộc một đường tròn cố định. Bán kính của đường tròn đó thuộc khoảng nào dưới đây? Đấy để làm bài này các em chú ý như sau đây. Các em thấy là điểm điểm B có rồi nha B đây. Điểm O thì là 000 không không này, hình vẽ nha, O. Đấy. S thuộc trục OZ, đấy thì S sẽ có tọa độ như sau đây là 00. Không không. S nha. Đấy thuộc trục OZ mà. Đấy thì các em thấy là G là trọng tâm tam giác SOB. Đấy, từ là vì G B đây nhé. G là trong tâm tam giác SOB thì các em lấy là SOB cộng lại chia 3. Đấy nhà G sẽ tương độ bằng nhá. 0 cộng 3 chia 3 được 1 này. 0 cộng 6 là 6 chia 3 được 2 này. 0 cộng 0 S chia 3 là lại S trên 3 nhá đấy tìm ngay điểm G rồi thì các em thấy này đấy nha khi S di động sẽ cái đẹp này khi S thuộc cái trục Oz đấy đây thuộc Oz nha các em nhớ là nó vuông góc với trục gì đây đường thẳng OB luôn nha đấy thì suy ra điểm G sẽ thuộc cái đường thẳng này này delta nên ta là đi qua điểm này nhá. Đây, khi mà S trùng với O ấy thì G này, này. Đây cái điểm này đây là 3 nhá. Trung điểm của OB này. Trung điểm của OB này có phải là à, ở đây trung điểm này có phải là cộng lại chia đôi là OB là 3 phần 2 này. Đây cái chia ba đoạn này ra các em nhá. Đấy chưa nói ra, tức là ở đây là trung điểm OB là cái điểm Y này. Là điểm M. Nó sẽ là 3/2. À 3 không thì em thấy là do đây này đây đự, g siêu đường thẳng delta là đi qua đây em xem cái điểm à, P này nha Đây là P đây B là tung độ là 6 này Đây điểm P đây nha Các em thấy thì điểm P thì nó là S M Tức là các em thấy là MG ấy bằng 1 phần 3 của MS các em nhé anh nhớ này MG 1 MS tức là G là trọng tâm mà Thì bây giờ khi mà S trùng với O thì G trùng với điểm P chưa P sẽ có tốc độ đây Tức là B là 360 thì chia 3 ra nó sẽ là 120 Đấy điểm P đây Đấy chưa Thế là các em thấy là gì đây Do là SO vuông góc mới lại đường OB đấy trên là tia suy ra G sẽ thuộc đường delta đây delta nhá là đi qua điểm P tọa độ là 1 2 0 và vuông góc với lại cái mặt phẳng đây song song với OZ thì đương nhiên vuông góc phẳng OAB này Đấy, em thấy mặt phẳng OAB nhé nhá, mặt phẳng OAB chính là trùng với mặt phẳng OXY các em nhá. Đấy, delta như này g thuộc đây rồi g thuộc delta này delta này cố định các em nhé đấy thì mày em thấy là gì nhỉ vậy là ag sẽ nằm trong cái mặt phẳng cố định chưa nghe tớ suy ra ag sẽ nằm trong cái mặt phẳng alpha nằm à, trong mặt phẳng alpha là chứa đường thẳng gì nhỉ là đường thẳng gì đây ap và gì delta các em thấy bởi vì là cái đường thẳng ap cố định này này delta cố định rồi thì ag sẽ nằm trong cái phẳng alpha này đấy thì các em phải tìm xem các pháp tuyến của alpha làm nhiều thế bây giờ tưới suy ra n alpha này nó chính bằng tích có hướng của ap và u delta ấy các em ạ đấy các em thấy này ap nhá AP là lấy của P trừ của A. P đây. 1 trừ 4 là âm 3 nhé. À, 2 trừ 4 là âm 2. 0 trừ 0 là hết mà 0. Đấy còn U delta này. U delta chính là cái, cái vector chỉ phương của của SO ấy thôi. Hay là chính là OZ đấy. Song song với OZ thì U delta cũng phải là 0 0 1 không chứ là với tất không đấy Thế từ đây em sẽ tính được ngay cái này bằng bao nhiêu nha là cao độ này à, tích chúng ý lên là âm 2 này ở à, hoành độ âm 2 tung độ là 0 nhân 0= bằng không trừ đi chừ 3 là 3 cao độ hai cái này nhân bằng không rồi đấy Vậy alpha có cái vectơ pháp tuyến là đây rồi hãy đặt dấu trừ ra ngoài cảm nhận là 2 âm 3 không đấy thì các em suy ngay phương trình mặt phẳng alpha là gì đây là hai này x cho qua điểm p nhá hai nhớ trừ một trừ ba nhân mấy lại là y trừ hai đây không không hết rồi. bằng không nhá tương đương là hai x này trừ ba y này trừ hai cộng sáu là cộng bốn bằng không đấy là đây là mặt phẳng alpha đây đấy Thì em thấy mặt phẳng alpha cố định rồi nha Thế về xét tiếp theo này h là hình chiếu vuông góc của ô lên đường thẳng ag đây các em xét cái dòng này nha h là hình chiếu vuông góc của ô lên đường thẳng ag người ta có đây là OH vuông góc với AG đây hát đi các em nhá. Đấy OH vuông góc với AG chưa? Đúng chưa? OH vuông góc AG mà tức là từ đây suy ra là gì đây? Cái góc gì nhỉ? AHO vuông chưa? Là OHA bằng 90 độ không? Đúng không? Wow, chứ độ thì cái suy ra có phải là h không? Thuộc cái mặt cầu đường kính gì đây OA đấy em mật cầu S hiệu là S nha đường kính OA này thì đường kính OA này suy ra S là gì đây? có tâm là gì tâm Y là trung điểm của OA chưa trung điểm của OA thì em lấy tọa độ của A cũng lại chia đôi tức là Y sẽ là hai bao nhiêu đây? 0 và bán kính R. bằng 1 phần 2 của qua đây độ dài qua là bằng căn bằng 2 của 4, 4 căn 2 đây 4 bình cục là của căn 32 mà là 4 căn 2 thì 1 2 UA chính là bằng gì đây 4 căn 2 che được là 2 căn 2 đấy thế vậy lại H thuộc cái này rồi phần cầu S Đấy, tâm y đây Bạn R đây Đấy biết hát thuộc mặt cầu là nghe nhá Thế và cái thứ hai nữa có phải là hát thuộc cái mặt phẳng không Đây ta có đây Hát là thuộc cái mặt phẳng gì Alpha mà Alpha cố định rồi đây hát thuộc mặt phẳng alpha Thì từ đấy các em sẽ thấy ngay như sau đây Là tìm bán kính đường tròn đấy đây hát thuộc một alpha nhá thế tế chui ra này là h thế thuộc cái đường tròn c là giao tuyến của s và gì và p đấy thì em thấy này thì muốn tìm bán kính ấy, đây đường tròn c đây có bán kính r nhỏ ấy, chính bằng căn bậc hai của r lớn bình trừ đi khoảng cách từ y tới mặt phẳng alpha tức là chính là ih đây này đây trừ đi cái này là khoảng cách từ y nha từ alpha thôi đấy cái này công thức làm rõ luôn rồi nha cái này thì không có gì thắc mắc cả nha bán kính đường tròn à, giao tuyến bằng căn bậc 2 của R lớn bình trừ đi khoảng cách từ tâm mặt cầu tới mặt phẳng. Đấy. Thế đây các em thấy này, ta có này. R thì bằng trên rồi, hai căn 2 rồi. Đấy, và khoảng cách từ điểm Y đến phẳng alpha, em tính đi nhá. Đây Y, Y thuộc bây rồi nhá, Y là 2 0. alpha phương trình đây rồi. Thay vào bằng chiến đối này, 2 x 2 là 4 này trừ đi 3 nhân 2 tức là trừ 6 cộng 4 trên căn bậc 2 đây là 2 bình cộng 3 bình 4 cộng 9 là 13 đấy là bằng nha à, 8 thì 6 còn 2 trên căn 13 2 chia căn 13 đúng chưa em Vậy cái này bằng ở đây cái này là bình nhá, cái này là bình phương này, bình phương khoảng cách này này. là bình trừ d bình mà. anh nha, cái này là d bình nhá. Thầy thiếu một chút. Đấy, d bình. Thế vậy d này bằng đây rồi. Thế vậy tế suy ra r nhỏ bao nhiêu này? căn bậc 2 của R lớn bình tức là bằng 2 căn 2 bình nha là 8 này trừ đi à, D bình tức là 2 bình là 4 này phần 13 thế là căn bậc 2 có như thế này 13 x 8 là bằng 104 là 104 trừ đi 4 là 100 phần 13 anh em bấm cái này xong à, căn bậc 2 của 100 trên 13 2,77 là 2,8 đấy nha Đấy 2,78 em xem là số nào thuộc đâu 2,78 thì có phải là lớn 2,5 rồi Đấy giữa nằm giữa 2,5 và 3 C Đấy câu 49 này là em thấy là có, có khó lắm nhỉ Cái không khó lắm nhá Câu 9 Tiếp theo câu 50 nhá Câu 50 thì đơn giản rồi Câu này thì nhiều trường năm nay thi cũng rất có Đây giải nhiều trường nữa con Trên tập hợp các số phức Xét phương trình Z bình chỉ đi 2 nhân M cộng 1 Z cộng M bình bằng 0 Với M là tham số thực Bài toán hỏi là có bao nhiêu giá trị của M Để phương trình đó có nghiệm Z0 thỏa mãn Là mô đun của Z0 bằng 6 thì đứng đây em phải xét 3 trường hợp rồi. À? Em cũng tính Delta ra nhá Delta phẩy bằng gì? M cộng 1 bình là M bình. Cộng 2 M này Cộng 1 Trừ đi M bình. Là bằng 2 M Cộng 1 Đấy, trượt 1. Delta phẩy Bằng 0 đi. Thì tương đương là M bao nhiêu này. Âm 1 phần 2 thì suy ra cái z z0 nó sẽ bằng như sau này -b/2a trên 2A. tức là 2 lần m cộng 1 trên 2 ấy nhá, nó bằng m cộng 1. Nghe chưa nhỉ? Nghiệm là, là trừ b/2a mà. Thế này bằng 0 ấy, phải m 1 thì có phải là thay bằng -1/2 vào thấy cái này chính bằng là -1/2 không cộng 1 là bằng 1/2. Thì khác 6 chưa? Trên loại nhá. Trường này loại không lấy. Đấy sang chiều 2 nhá. Chiều 2 là delta phẩy lớn không thì tương đương là m lớn hơn âm 1/2 nhá. Nhân M lớn hơn 1 phần 2 thì ta có ngay đầu gì? phương trình sẽ có hai nghiệm mà phân biệt không? Và các em kiểm tra từng nghiệm một cho nó bằng 6 đi. Thì suy ra phương trình này sẽ có hai nghiệm thực. Là Z1 bằng trừ B phẩy tức là M cộng 1 đấy trừ đi căn của delta phẩy tức là 2m cộng 1 z2 bằng m cộng 1 cộng với căn bằng 2 của 2m cộng 1 đây vậy em thấy là tuyệt đối tuyệt đối của nó bằng 6 nha thì em thấy nhận xét như sau này m lớn hơn đây em thấy tích hai nghiệm nhé z1 như z2 này bằng m bình rồi. Lớn bằng 0 nhá. Thì Z1 cộng Z2 này bằng trừ b trên a tức là m cộng 1. Thì với m lớn hơn 1/2 thì cái này cũng lớn hơn 0 rồi nhá. Đây vậy hai nghiệm này lớn hơn 0. Bởi vì tổng dương tích dương mà. Hai nghiệm lớn bằng 0 hết. Trong ngoặc thì lấy trị đối các em chỉ việc đấy, vậy là gì đây? Theo giả thiết này Z0 môđun của Z0 bằng 6 trên chiệp 1 đây là Z1 trước tức là M cộng 1 trừ đi căn bằng 2 của 2M cộng 1 bằng 6 thì em tương đương cái này nha là em chuyển vế sang là M trừ 5 bằng căn bằng 2 của 2M cộng 1 đấy em giải cái phương trình này tương đương này bình phương 2 vế lên là M bình trừ đi 10m cộng 25 bằng 2m cộng 1 và m lớn hơn hoặc bằng 5. Đấy giải ra. m bình trừ đi 12m cộng 24 bằng 0 m lớn bằng 5. Thì đây các em sẽ tìm được hai nghiệm này. m bằng 6 cộng trừ đây thì đây, mình 36 nha. Nên ta phải là 36 24 12, tức là cộng với lại 2 căn 3. Đây, và m lớn bằng 5. Thì từ đây các em sẽ, tìm được chỉ để tìm được kinh nghiệm là m bằng bao nhiêu này? 6 cộng với lại 2 căn 3 đây nhá. Thế là 6 2 căn 3 nhỏ 5 loại đấy, m bằng 6 cộng 2 căn 3. Một giá trị nhá. Đây sang cái chiệp 2 này của đây. Chiệp 2 là cái nghiệm này là nghiệm thứ hai tức là m cộng 1 cộng với lại căn bậc 2 của 2m cộng 1 bằng 6 thì các em phải biến đổi để cân với này nhá tức là căn bậc 2 em chuyển qua đấy là 6 chữ là 5 chữ m bằng căn bậc 2 của 2m cộng 1 M phải nhón bằng 5 Thế cái này phải dương mà bình phương lên mà Đây tương đương chứ cần M nhón bằng 5 đâu Thì mới tương đương ra nhá Là bình phương lên là M bình Trừ đi 10M Cộng 25 Bằng 2M cộng 1 Đấy M nhón bằng 5 Thế từ đây các em thấy phương trình này Phương trình trên giống nhau mà Thế bây thì các em sẽ tìm được M bằng cái này nhá nhóm bằng 5 nó sẽ là 6 chữ 2 căn 3 đấy được giá trị thứ hai hãy chữ 3 nhé đây chữ 3 là cái Delta nhón 0 này Delta ta phải nhón 0 thì tương đương là 2m cộng 1 nhón 0 hay tương đương là m nhỏ hơn âm 1 phần 2 Đây các em nhớ này hai chiều này nó đều lớn hơn cái nhà cái này đều lớn âm 1 phần 2 đấy nhá cái nó phải lớn nữa âm 1 phần 2 này cái này của trường này này em nhớ nhá thế, thì về tiếng suy ra cái kinh nghiệm phức ấy. Đúng không thì các em thấy là mô đun của Z1 này đây thì tiếng suy ra hai nghiệm phức này Z1 bằng là trừ b phải tức là m cộng 1 thôi trừ đi căn triệt đối của 2m cộng 1 y Z2 cũng bằng M cộng 1 này. Cộng với là căn bằng 2 của chia đối của 2M cộng 1 nhân Y. Thì các em thấy là rõ, rõ ràng là mô đun Z1 bằng mô đun Z2 chưa? Hai nghiệm phức liên hợp với mô đun bằng nhau. Thế các em chỉ giải trường thôi. Vậy là mô đun của Z0 bằng 6 thì tương đương này. Các em chỉ lấy một giá trị nha. Tức là cái này bình nhá Thế bằng 36 tức là M cộng 1 bình này. Cộng với lại cái này bình mất căn đây là chia đối của 2m cộng 1 bằng 36. Tương đương m bình cộng 2m cộng 1. M nhỏ nó 1, 2 đưa ra ngoài chia đối để dấu âm. Thì này trừ 2m trừ 1 bằng 36. Thế tương đương là m bình bằng 36 thôi. Thì là m bao nhiêu? Cộng trừ 6. Nhưng do m bằng nhỏ nó 1 phần 2 trên là loại cái số 6 này. Đây. Vậy suy ra là m như này? Bằng âm 6. Thế vậy là tất cả ba giá trị các em nhé. 1, 2, 3 đây. Đáp án B. Đấy là nội dung câu 50. Thế còn câu... Quay lại câu 42 nhé. Cái này có hai cách làm đấy các em này. Đây, có hai cách nha. Đấy, cách 1 là hình học. Cách 2 là đại số nha. Thì các em muốn làm theo phương pháp nào? Thì inbox cho thầy nha. Đấy, kết quả đoán B inbox của thầy trên Facebook nha thầy để cái đường link bên dưới đấy thì thầy sẽ giải rồi chi tiết chúng ta nhé đấy để một câu thì các em cần phải tìm hiểu nữa mới được đấy trên đây là nội dung của 50 câu thầy giải chi tiết cho cái đề thi thử lần hai của sở lạng sơn thế hay và ý nghĩa thì các em nhớ ấn đăng ký kênh và ấn theo dõi nhé video đến đây là kết thúc à, xin chào tạm biệt các em hẹn các em trong các video tiếp theo